Thôi đi. Vậy thôi vô lấy cái kéo đi. Rồi chơi gì Quyên? Ở đây có quả trứng. Ở gì hả kéo? Quyên, Quyên nói đi, Quyên thích không? Rồi chơi gì? Ở đây có quả. Ê, mua cho con. Nói đi. Ba Vũ. Cảm ơn ba Vũ chưa? Thôi để xuống, để xuống đất đi cho chị hơ. Thôi đưa con ba con thử, giao lên con thử. Giờ trước mặt, ô Quyên có đồ chơi đẹp quá. Xe cứu hỏa Lego hả? Rồi ngồi lấy chơi đi. Trời sắp mưa rồi. Để bỏ cái đây vô khui cho. Để xuống đây khui cho chị hơi xếp. Kéo cắt đi, khui ra, đập hộp nè, quay phim nè. Lego. Xe cứu hỏa. Lego xe cứu hỏa đúng không? Tiếng Anh là gì? Fire. Yeah, quay lại để nó bỏ ra cho mà thấy. Yeah, yeah, con quý qua phụ gì hết, bỏ không rớt nè, bỏ bô kìa. Rồi chị hơi khui đi. Coi khui chỗ cái mí hộp á. Cắt cái mí cái đường đó. Yeah. Cứu vũ gì hết đi. Con cần cái đó con, cái này đi. Cái miếng kèo đó. Cắt cái đây nè, cắt cái đây nè, lấy kéo cọc vô đây. Đập hộp. Đập hộp được thử. Ô đẹp quá vậy. Ừ. Cắt cái miếng kèo đó là được rồi, bên này nữa nè, bên này nữa. Cắt vô cái rãnh đó. Biết không? Là khổ gỡ ra. Chọt cái kéo vô đó. Ừ, mà đẹp. Từ từ cố gắng lên nó. Đâu mở hộp ra bên kia nữa. Không. Không tự nhiên cắt cái đó chi, cắt cái này đi chưa? Cái này nữa nè, chỗ đây nè. Mình kiên trì chứ. Đâu có thử mở ra được chưa? Quyên ơi, ra đây Quyên. Ô. Ô mở hộp quá trời luôn. Ô nó nhiều. Ô nó nhiều. Quyên khui đi, Quyên khui đi. Nó nhiều quá. Rất là nhiều. Mở ra, khui Quyên khui đi. Nó có giống kèo không? Không. Chị hơi mở thử, cỡ thử. Kêu Quyên mở thử, cỡ thử kêu Quyên. Đi đi. Cái nồi, cái này là cái gì? Đi. Mở ra đi, có cái tờ hướng dẫn đó. Bây giờ mở ra đi rồi hả? Có cái giống kèo không? Giống kèo lấy kéo rồi đó. Ô mở hộp ra, Quyên đâu hộp đâu Quyên. Quyên mở ra chưa hết đi. Nó có tờ giấy nào. Ô bộ đồ nghề nó chi tiết quá. Một bộ đồ nghề. Đâu để gì thôi mở, con mở đi. Cái này bỏ đi, cái này để đi. Cái này là cái hướng dẫn này nè. Cái này là cái hướng dẫn. Cái này hướng dẫn. Tới qua cái ngầu cho nó mất Quyên. Đâu cái xe đó là xe gì kia Quyên? Quyên. Em Quyên đưa cái hộp ra đây. Nè. Đưa hộp cho chị Hơ hướng dẫn. Chị Hơ rót. Quyên gỡ ra đi. Quyên mở cái này ra đi. Kiwi kia. Wow. Đâu Quyên có gì? Gì? Đồ chơi máu là đồ chơi gì? Mỗi cái hộp đó là mẫu bộ đồ, mẫu hộ hình á. Con xếp theo bộ đi. Xếp cái bộ màu đỏ chứ. Ba Vũ trẻ con té thử nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 hộp. Dạ chị ơi, xếp thử một cái bộ màu đỏ đi.